Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ok, và hai xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với Mini World. Yeah. Ok, thì như anh em những bạn nào mà đã biết cũng như những các bạn nào mà chưa biết á, thì hình như là cách đây 2 ngày là có sinh nhật của anh Mr. Vịt. Nhưng mà mình á, thì mình với anh Vịt thì ở nhà khá là xa nhau, cho nên mình không thể nào tặng quà cho anh Vịt được. Cho nên là mình cảm thấy khá là có lỗi với anh Vịt, bởi vì là sinh nhật tất nhiên phải có quà rồi, mà mình không có quà tặng cho Vịt thì mình thấy hơi kỳ. Cho nên là hôm nay mình quyết định là mình sẽ xây một con map để có thể là làm món quà sinh nhật tặng cho Vịt đó. Bởi vì là anh Vịt là một cái người mà mình cực kỳ quý trọng và cực kỳ yêu thương Vịt luôn đó. Nói chung là anh Vịt là một cái người anh mà mình rất là quý. Cho nên là mình sẽ tặng cho Vịt món quà sinh nhật này. Ok, chúng ta cùng nhau xây dựng map để tặng cho anh Vịt yêu dấu chúng ta thôi. Bắt đầu thế nào. We'll be right back.
Ok anh em, thì sau thời gian xây dựng cực khổ vãi cả nồi, gồm 3 tiếng đồng hồ xây dựng, thì mình đã xây xong rồi đây. Đây chính là cái bức tường cát nè anh em. Thì khi mà chúng ta gạt cái cần này xuống nè, thì cái bức tường cát này nó sẽ sập xuống đó, và nó sẽ để lộ ra cái bức tượng bánh kem với lại quà sinh nhật đằng sau đây nè. Đây đó, anh em thấy không, đây chính là một cái bánh kem màu vàng có con vịt đó, số 24 là hộp vịt của chúng ta đây đã 24 tuổi rồi đó. Còn đây là những cái hộp quà nè, đó ở đây có chữ hero, còn phía trên là có chữ vịt nè đó, bởi vì là hôm nay là sinh nhật vịt anh em ạ. Những bạn nào mà chưa chúc mừng sinh nhật của anh Mr. Vịt của chúng ta thì các bạn hãy để là bình luận là chúc mừng sinh nhật vịt hoặc là happy birthday vịt nha. Ok thì bây giờ thì mình sẽ tạo ra một cái chỗ quà nữa đây, để mình qua bên này mình sẽ làm cho anh em xem. Mình có tạo ra một số cái mô hình để mình thu nhỏ lại á. Nè, cái bánh kem bự quá chắc chắn vịt sẽ không ăn hết đâu, cho nên mình làm cái bánh kem nhỏ hơn. Đây, mình đã tạo thành mô hình ở đây, chúng ta sẽ lấy nó ra nha. Đây. Đó. Rồi ok. Bây giờ nè, chúng ta sẽ làm ra một cái bàn đi, mình sẽ tìm ra một cái bàn. Lấy cái này để làm cái bàn đi nha. Mình sẽ lấy cái này để làm cái bàn. Chúng ta sẽ xây nó ở đây đi. Qua như thế này. Rồi. Đó, cái bàn nhỏ nhỏ, không cần phải là cái bàn bự lắm đâu. À. Ok, rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đặt xây cái bánh kem ra đây. Xây thế này đúng không ta? Mình hơi khó chịu cái việc mà phải sắp xếp như thế này anh em. Xếp như thế nào cho đúng nha. Hình như thế không phải rồi. Thế này đúng không? Ok, thế này đúng rồi nè. Đó. Xếp cái bánh kem này vào đây. Đó, rồi. Ồ, cái chân vịt xanh nó cứ xoay đảo tùm lum vậy. Rồi, ok. Đây, chúng ta sẽ xây như thế này. Đó, thấy không? Rồi, sau đó chúng ta sẽ xây con vịt lên. Con vịt. Rồi, cái đuôi con vịt nè. Sau đó là xây cái đuôi bên đây của con vịt. Đó, rồi, được nửa con vịt này anh thấy không? Đó, để tới lượt cái đầu con vịt nè. Đầu con vịt nè, đó. Rồi, ok, chúng ta đã có được một cái bánh kem hình con vịt phiên bản thu nhỏ. Đây, nó nằm đây nè anh em. Đó, thì cái con này chỉ có nó chỉ có gọi là 2 tầng thôi. Sẽ xây ra. Đó, rồi. Là bánh kem hình con vịt, ok. Rồi, sau đó là mình sẽ làm thêm mấy cái hộp quà để trên bàn nó cho đẹp. Đây, mình có chuẩn bị những cái hộp quà thu nhỏ luôn nè. Đó, chúng ta sẽ lấy những cái hộp quà này ra. Rồi, có cả robot, có cả búp bê để tặng cho vịt nó. Vịt thích chơi búp bê lắm anh em. Ok, hợp lý. Rồi, để mình xem nha. Đặt cái hộp quà màu đỏ này vào đây đi. Ngược rồi. Đó, như thế này. Rồi, sau đó là phải xếp như thế nào cho nó chuẩn ta. Trời ơi, mình hơi kiểu rắc rối cái phần mà cái này giống mình kiểu mình đang chơi xếp hình anh em. Nó hơi rắc rối vẻ nồi luôn. Đó, thấy không? Đóng quà luôn. Ok, rồi, vậy tới lượt là để con búp bê lên nè. Con búp bê, sau đó là để một con robot đứng kế bên đây. Rồi. Để mình lấy thêm coi, đây có một cái con người ngoài hành tinh nè, mình sẽ lấy thêm con người ngoài hành tinh này để vào luôn. Đó, đây chính là quà sinh nhật cho vịt nè anh em. Đó, con này là bánh kem sinh nhật của vịt đó. Ok, rồi mình sẽ trang trí thêm một số cái pháo hoa nữa cho đẹp. Để coi, pháo hoa hả, để mình xem nha. Đây, pháo hoa, lấy cái hộp quạt ra đây. Ok, rồi chúng ta sẽ cắm mấy cái pháo hoa ở đây nè. Đó, rồi đốt pháo hoa lên. Đó, đẹp liền, nhìn y hệt như sinh nhật luôn đó. Trời ơi, y hệt như sinh nhật ngoài đời luôn. Rồi, hợp lý. Ok. Đó, mình nghĩ là như thế này chắc là cũng được rồi nha. Rồi ok, bây giờ chỉ cần để anh vịt vào, sau đó là chúc mừng sinh nhật anh vịt thôi. Ok, để thế nào? Ok, thì mọi người, mình đã dẫn anh vịt với lại Timmy tới đây rồi đây. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu món quà. Thì hôm nay em có một món quà sinh nhật. Thật ra là sinh nhật của vịt là qua 2 ngày rồi, nhưng mà tại vì là em đang mất công xây cái này lắm, cho nên là kiểu hơi chúc mừng trễ xíu. Nhưng mà cái này cũng là công sức của em đó nha. Tôi có phụ đó đấy, tôi có phụ đó đó. Đây là có hả? Có hả? Ok. Tôi có phụ. Ok, hợp lý có. Phan, đầu tiên là món quà nhỏ trước. Đây, đi qua đây. Đây chính là món quà nhỏ em tặng cho vịt trước. Đây chính là món quà nhỏ nè. Đi qua đây. Đây. Chị hiểu thì dịch đây chính là món quà nhỏ. Đi qua đây, đứng qua đây, đứng dịch qua đây, đứng đó chị ạ. Qua đây.
Rồi sao? Đứng ở đây, đứng ở đây. Cái gì đây vậy? Thì đứng ở đây đi, đứng ở đây đi. Đây chính là món quà nhỏ dành cho vịt nè. Bụp. À. Ta da, xin chúc mừng sinh nhật vịt. Wow, hấp dẫn. Wow, trời ơi, đẹp quá, trời đẹp luôn rồi vịt. Giờ để đặt cái hoa lên. Ôi, con vịt robot nè. Ôi, gì á? Ồ, ở đây có bánh sinh nhật 24 tuổi cho. Đúng rồi, đây nè, để thắp 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 pháo hoa lên. 5 một quả chó có pháo 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 kia á. Đúng rồi, để chọi đáng lẽ là nó phải pháo hoa phải cháy lên sớm chứ tự nhiên hình như nó hơi chặt. Cái bánh này là xong tặng tôi nghe mà đừng ăn chanh tôi nghe. Đúng rồi. Tôi xí rồi, họ tôi ăn cái đầu con gì tới chơi. Khoan, trời ơi, khoan từ từ đem mở nhỏ tiếng game lại cái đã, tại vì cái này nó sẽ khá là ồn đây. Thì cái này chỉ là kiểu đây chỉ là cái món quà nhỏ thôi, còn cái món quà lớn hơn nữa nè, đây là bánh kem nhỏ thôi nha. Món quà lớn hơn nè, giờ vịt gạt cái cần này thử coi, xong vịt quay mặt về phía trước. À ok, gạt cái này đúng rồi. Mặt về kia đúng không? Đúng rồi. Một lần duy nhất trong đời thôi đó ông này. Ok, một lần duy nhất, một lần duy nhất trong đêm nay. Chẳng gạt cái 3 2 1 gạt. Rồi quay mặt về phía kia. Ta da. Ô, pháo hoa nổi lên. Ôi. Mừng sinh nhật vịt, happy birthday chú Du, happy birthday chú Du. Ui ui, có tiếng tay. Ôi, happy birthday chú Du. Ôi, chắc chưa có chữ hello to đùng vậy. Ôi, đúng rồi. Đứng đây chụp hình coi. Đúng rồi, đứng đây chụp hình, đứng đây chụp hình. Anh em đứng đây chụp hình nè. Đây này là công sức của phòng với tôi tặng ông đó. À, đứng vô. Đứng chích cái bông vô chụp hình coi. Ok. Cho mình đứng ở giữa đây. Chụp mình 3 2 1. Đứng đây. Thôi em bay vô giữa đó đi. Giờ sao? Cắt bánh kem. Cắt bánh kem sao? Chưa được. Đứng lên sao giữa chụp hình được ta? Hả? Đứng ở giữa. Không, bay lên. Bay lên đúng rồi. Bay lên. Đây đứng đây nè. Đẹp quá. Để bạn nhìn nào. Trời ơi, đẹp đúng ghê luôn. Ui. Đó, đỉnh chưa? Thì đây là món quà sinh nhật của em với Timmy tặng cho anh đó. Thì tuổi mới là em xin chúc anh Dịch là sẽ lấy được nút vàng 1 triệu subscribe trong năm nay nha. Và em chúc anh là năm mới tuổi lộn nhầm tuổi mới anh sẽ càng mạnh mẽ hơn và sẽ luôn luôn tươi cười và lúc nào sẽ gặp nhiều thành công hơn cho cuộc sống nha. Luôn luôn mạnh mẽ. Okay. Mạnh mẽ lên. Chúc anh mau sớm là tìm được cái nút vàng chân chính của mình nha. Ok.